Lần đầu tiên gặp anh là thứ hai, trộm nhìn anh thật lâu em chẳng biết đúng sai. Thật may anh không nhận ra. Rồi thứ ba lại gặp anh ở đây. Lần này em chẳng mong có gì mới đâu, chẳng gọi cappuccino hay macchiato. Vậy mà chẳng Nhà đất Huy Hùng trên kênh YouTube bán nhà của Vấp Tân Bình, quận 12. Xin kính chào quý khách hàng. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với trục đường Phan Huy Ích, ngay gần kề với ngã tư Quang Trung và Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta đến với một căn nhà ngang 5, độ dài 13m, thiết kế theo mẫu kiến trúc hiện đại rất đẹp và cao cấp. Đây là mặt tiền mặt chính căn nhà chúng ta. Ở đây chúng ta có hai căn thì đã bán được căn bên phải màn hình rồi, căn thiết kế theo kiến trúc tân cổ điển thì đã bán rồi nha mọi người. Chúng ta còn căn thiết kế theo kiểu mẫu kiến trúc hiện đại thôi. Và chúng ta cùng để ý mặt tiền mặt chính căn nhà này. Với diện tích ngang 5, độ dài 13m, thiết kế là một trệt, một lửng và 3 lầu. Nhà chúng ta sẽ có khu vực gara xe hơi, phòng bếp, phòng khách, 4 phòng ngủ, phòng giặt thờ và sân thượng trước sau. Hướng nhà này là hướng Tây Bắc, phù hợp với quý anh chị chúng ta thuộc phong thủy là Tây Tứ Trạch. Và mặt tiền thì được làm rất đẹp với những cái mảng được ốp gạch cũng như là ốp nhựa và có cây xanh rất là mát nha mọi người. Và chúng ta cùng để ý con đường trước nhà này. Con đường trước nhà của căn nhà này là một căn con đường hẻm cụt, con đường khoảng chừng 6m, đường nhựa. Xe hơi hai chiếc tránh nhau được và di chuyển vào nhà rất là thoải mái và dễ dàng. Đây là con đường trước nhà. Cách mặt tiền đường chính đường Phan Huy Ích khoảng chừng 100m thôi. Khu nhà lầu nha mọi người. Một khu là nhà lầu rất là an ninh. Đó, chúng ta để ý này. Hai căn đã bán một căn rồi, hẻm cụt. Cách cuối hẻm là 5 căn. Và căn nhà này là một căn nhà thiết kế hiện đại rất đẹp và cao cấp. Bên ngoài sẽ có một lớp cửa cuốn, bên trong là một lớp cửa nhôm xin pha. Và khu vực cột cổng bên ngoài được ốp đá hết rất sang. Từ chỗ nào trong chúng ta sẽ tới với khu vực gara xe. Khu vực gara xe thì chúng ta đậu vừa xe hơi từ 4-7 chỗ bên ngoài này. Khu vực gara xe ở đây nha mọi người. Và nhà chúng ta được thiết kế là một trệt, một lửng và 3 lầu. Rất kiên cố và chắc chắn. Phía trên là trần thạch cao, đèn chiếu sáng. Nhà tặng kèm full nội thất bên trong như là sofa, tủ lạnh, bàn ăn, giường ngủ, máy lạnh và rất là nhiều nội thất trang trí khác nhau sẽ được chủ nhà tặng lại hết khi chúng ta mua. Và đây là một căn nhà thiết kế mẫu rất là mới của năm 2021. Phía dưới thì chúng ta đổ bê tông và ốp gạch bóng kính 80 nha mọi người. Đây là mẫu rất mới và đẹp. Giá bán thì gia chủ đang chào cho căn nhà này là 7 tỷ 900 triệu đồng, còn bớt. Quý anh chị quan tâm thì có thể gọi đến cho bên Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình để đi xem và sở hữu ngay một trong những sản phẩm nhà phố đẹp ngang năm nằm trên trục đường Phan Huy Ích gần với ngã tư Quang Trung và Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Bên ngoài là gara xe hơi thì bên trong chúng ta sẽ có phòng khách nhé. Cầu thang thì nằm ở một bên nhà đây với tay vịn của cam xe, lan can kính cường lực 10mm mặt đá hoa cương. Phía bên phải khu vực cầu thang thì chúng ta có tủ rượu được làm bằng chất liệu của Quang Cường này. Bên trong sẽ là không gian bếp. Không gian bếp thì chúng ta có bàn ghế tặng kèm, tường thì ốp nhựa, trang trí tranh ảnh, trang trí có gắn camera quan sát hết. Và có khu vực bếp thì có quầy bar và khu vực tủ kệ bếp trên dưới, cũng như là khu vực bồn rửa trên bát, giá kệ để đồ. Và khu vực bếp làm rất đẹp, trên là màu trắng, dưới là màu gỗ nha. Ở đây thì gia chủ tặng kèm tủ lạnh aqua hai cánh này. Bên đây là khu vực không gian đặt bàn ăn. Rất tuyệt vời nha mọi người. Phía sau là khoảng giếng trời và phòng vệ sinh. Đây là giếng trời cuối nhà.
trời rất là rộng nha quý vị, ngang năm nên là gia chủ chừa diễn trời cũng khá là rộng. Đây là phòng vệ sinh cuối nhà với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi. Đây là căn nhà ngang năm xây mới 2021, số không hoàn công năm 2021, tặng kèm full nội thất bên trong rất đẹp. Quý anh chị quan tâm thì có thể gọi đến cho bên Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Rồi đây là không gian ở dưới tầng trệt nha. Nhà thì có bản vẽ thiết kế nha quý vị. Đây là bản vẽ thiết kế của căn nhà. Đây, nhà có bản vẽ thiết kế, quý vị mua thì yên tâm về vấn đề kết cấu cũng như là chất liệu công trình, chất lượng công trình. Rồi chúng ta di chuyển lên trên tầng lửng để tham quan phòng khách trên tầng lửng cũng như là bốn phòng của căn nhà. Khu vực cầu thang thì ốp đá hoa cương cực kỳ sang. Trên không gian tầng lửng thì chúng ta sẽ có hai phòng tiếp khách, một phòng mini bên ngoài này, có để một bộ sofa, hai ghế này, có tủ rượu trang trí, trang hình trang trí, và có một khu vực phòng khách khép kín với cửa kính cường lực 10 ly và sofa cũng như là tủ kệ tivi bên trong. Đây là phòng khách ở bên trong. Phòng khách trên này thì chúng ta gắn máy lạnh, bên này là dàn tủ kệ tivi và khu vực tường ốp nhựa, phía sau là cửa sổ ra giếng trời. Bên đây là khu vực đặt sofa và gia chủ tặng kèm 5 máy lạnh. Nói chung căn nhà này thì gia chủ tặng kèm full nội thất bao gồm cả máy lạnh rồi. Chúng ta mua thì chỉ việc mang quần áo về ở thôi. Rất tuyệt vời, nhà mới tinh luôn nha quý vị. Ngang 5m, rất là rộng. Đây là phòng khách phía trên tầng lửng. Quá đẹp nha mọi người. Rồi theo chân Hùng chúng ta lên tham quan phía trên khu vực không gian bốn phòng ngủ căn nhà. Bốn phòng ngủ thì chúng ta cũng tặng kèm full nội thất bên trong bao gồm giường ngủ, chăn ga, gối đệm, máy lạnh và đồ trang trí. Đây là phòng ngủ số 1. Thì phòng ngủ này thì chúng ta có giường ngủ mét 6 này, chăn ga, gối đệm và cửa sổ ra giếng trời rất là thoáng cũng như là bàn trang điểm. Đó, đầy đủ nha mọi người. Phía bên này là khu vực tủ kệ áo. Tủ áo với tủ áo màu mới 2021, đèn led kính, cửa kính và đồ trang trí rất là đẹp. Bên trong đây là phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh với bồn cầu, gương soi, vòi tắm hoa sen và bồn cầu. Phòng vệ sinh ốp gạch rất là bự, 60m2 nha. Và phòng này thì chúng ta cũng có gắn máy lạnh sẵn rồi. Tất cả các phòng đều được gia chủ trang bị gắn máy lạnh sẵn cho khi chúng ta mua thì chúng ta khỏi phải gắn máy lạnh nữa nha mọi người. Có rồi. Và chúng ta sẽ qua phòng ngủ số 2. Ở bên ngoài hành lang thì chúng ta có một tủ để đồ này. Tủ để đồ ngoài hành lang có hai phòng ngủ. Phòng ngủ phía trước này. Sàn phòng ngủ thì chúng ta sử dụng sàn gỗ nha. Phòng ngủ phía trước thì chúng ta cũng có giường ngủ mét 6, bàn trang điểm, chăn ga, gối nệm. Tường được trang trí ốp nhựa và có máy lạnh. Phía trước là cửa bốn cánh ra ban công, ban công trồng cây xanh. Đây là ban công này, trồng cây xanh rất là mát nha mọi người. Bên đây sẽ là dàn tủ áo rộng với khu vực vừa để tivi, vừa để quần áo, và tủ rất là rộng và cực kỳ là đẹp nha mọi người. Bên trong đây sẽ là phòng vệ sinh rất là rộng với bồn tắm nằm, bồn cầu, bồn tắm đứng. Bồn cầu, lavabo rửa mặt sẽ được đặt phía ngoài kết hợp với gương soi này. Bên trong sẽ là bồn tắm đứng và bồn tắm nằm. Đây các bạn thấy này, gạch ốp lát rất là đẹp nha mọi người. Đây là bồn tắm nằm này. Chúng ta sẽ có hai phòng ngủ có bồn tắm nằm nha quý vị, hai phòng ngủ phía trước. Rồi chúng ta sẽ lên lầu 2 để tham quan phòng ngủ số 3 và số 4 luôn. Giá bán là 7.900.000.000 đồng, còn bớt quý anh chị quan tâm thì có thể gọi đến cho bên Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình. Đây là phía trên của phòng ngủ số 3 và số 4 nha. Đây chúng ta sẽ vào tham quan phòng ngủ số 3. Chúng ta thấy này, tủ áo màu sắc có đổi một chút xíu nha, máy lạnh, cửa sổ ra giếng trời phía sau rất là rộng, rất là mát. Đây là khu vực giường ngủ, chăn ga, gối đệm, bàn trang điểm, trang trí, và đây là phòng vệ sinh.
với bồn cầu, lavabo rửa mặt với tắm hoa sen và gương soi. Chúng ta vừa thăm sẽ quan xong 3 phòng ngủ và chúng ta sẽ qua phòng ngủ số 4 nhé. Phòng ngủ số 4 này, chúng ta sẽ có bồn cầu, lavabo rửa mặt, gương soi, bồn tắm đứng ở phòng vệ sinh. Và phòng ngủ số 4 của chúng ta thì cũng có tủ áo rất là đẹp và rộng này. Bên đây là giường ngủ mét tạ mét 6, bàn trang điểm, chăn ga mẹ, tủ lạnh và máy lạnh. Bên trước cũng là cửa sổ 4 cánh ra ban công, có màn rèm cửa luôn, rất là đẹp, cửa nhôm xin pha nha mọi người. Ngoài ban công thì trồng cây xanh rất là nhiều. Đây là một căn nhà ngang 5, vị trí đẹp, hẻm xe hơi. Quý anh chị nào đang muốn sở hữu một căn nhà ngang 5 thì hãy gọi cho bên Hùng để đi xem căn nhà ngang 5 với thiết kế hiện đại, mẫu mới năm 2021 này nha. Rồi di chuyển lên trên lầu thì chúng ta sẽ tới với khu vực không gian phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Ở đây là khu vực sân thượng sau này. Sân thượng sau chúng ta có phòng giặt để ở đây này, có khu vực để máy giặt này, có nha mọi người. Và ngoài trước thì chúng ta sẽ có phòng thờ. Đây là phòng thờ. Và ngoài chúng ta có sân thượng trước. Đây là sân thượng trước của nhà mình, rất là rộng rãi và thoáng mát. Có trồng cây xanh mát mẻ. Hướng nhà hướng Tây Bắc, phù hợp với quý anh chị nào thuộc phong thủy là Tây Tứ Trạch. Giá bán là 7 tỷ 900 triệu đồng. Nhà đất Hùng xin chào và hẹn gặp lại.